Hôm nay tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tri Tôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở cấp huyện năm học 2023-2024. Có 23 giảng sản phẩm của học sinh 16 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện tham gia. Cuộc thi đã quy tụ được nhiều đề tài khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, quá sinh, vi sinh ứng dụng, hóa học, năng lượng vật lý, kỹ thuật cơ khí, robot, máy thông minh, thiên văn, tinh học, hệ thống nhúng, kỹ thuật môi trường. Có nhiều đề tài ý tưởng sáng tạo được đầu tư chất lượng, bảo đảm tính khoa học sáng tạo thẩm mỹ, có khả năng ứng dụng và thực tế cao như thuốc trừ sâu từ các loại gia vị nhà bếp của trường trung học cơ sở thị trấn Bà Chúc. Hai sản phẩm hợp chất đuổi côn trùng và rửa sạch thực phẩm, chất tẩy rửa hữu cơ từ cám gạo của trường trung học cơ sở thị trấn Tri Tôn, chế phẩm sinh học xua đuổi diệt một số côn trùng gây hại của trường trung học cơ sở Vĩnh Gia. Đề tài sử dụng nước trái cây lên men để nuôi men tự nhiên làm bánh mì hay sản phẩm nạn đa năng dành cho người bị tai nạn, máy lọc không khí, bộ tích điện đa năng. Cuộc thi là dịp để các học sinh thỏa mãn đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Ban tổ chức hội thi sẽ chấm chọn, trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các sản phẩm tốt và chọn 8 sản phẩm dự thi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức.